Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Hái Lộc Xuân Mới, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, ơn trên độ mệnh, biết được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, đổi đời ngoạn mục, sắm nhà lầu, tậu xe sang, tiền về tới tấp, cực giàu có. Mến chào quý vị cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi 2 tháng đầu năm 2024 mới nhất ngày hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc quý cô bác một mùa xuân tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Quý bác Kỷ Dậu tuổi Kim, mạng đại trạch thổ nổi chìm nhiều phen, tính người bay nhảy đua chen, khi lên khi xuống sang hèn có hay, can sinh chi hỗ trợ tài, đủ đầy kinh nghiệm có ngày vươn danh. Chí trai mộng ước đạt thành, lòng tốt tạo lộc để dành về sau, đa phần khi tuổi đã cao, hưởng nhiều hồng phúc nhạt màu phong sương, giáp thìn phúc ẩn tai ương, dù thành công vẫn sớm chưa đề phòng. Vâng, thưa quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu thân mến, tuổi Kỷ Dậu cuộc đời tốt hay xấu, giàu hay nghèo, cuộc đời diễn biến trong năm mới 2024, liệu có được an nhàn hay lại lao đao biến động, cuộc đời trôi dốc không phanh, đây là một câu hỏi rất lớn, cũng là thắc mắc và lo toan của nhiều cô bác tuổi Kỷ Dậu. Bởi lẽ nắm bắt được vận trình, không chỉ giúp cho công danh, sự nghiệp của bản mệnh thêm phần hanh thông thuận lợi, mà còn mang đến một nguồn năng lượng tốt lành, để vận thế cuộc đời thêm vượng khí, may mắn đủ đầy, tiền vào ngập két, tấn tài tấn lộc, hạnh phúc viên mãn, 10 phân vẹn 10. Trong chương trình ngày hôm nay, nhờ sự tư vấn trợ duyên của các chuyên gia phong thủy và thầy tử vi hàng đầu phương Đông, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị đầy đủ về vận số cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 2 tháng đầu năm 2024 chi tiết và chính xác nhất. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, hay còn gọi là báo hiệu chi kê, âm mạng, tuổi âm 56 tuổi, sinh từ ngày 17 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 2 năm 1970, ngũ hành bản mệnh, đại trạch thổ, đất nền nhà, tướng xương, xương con gà, tướng tinh con thỏ. Trời sinh người tuổi Kỷ Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu hiền lành, nhân hậu, không bàn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Mệnh chủ vốn lấy lao động là niềm đam mê và luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong bàn tay ta, nếu không ngừng cố gắng thì sẽ không thể xây dựng được một cuộc sống sung túc viên mãn. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tuổi Kỷ Dậu là những người khá quan trọng vẻ bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân, những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, tuổi Dậu thường trở về với mái ấm yêu thương để bên cạnh những người thân của mình. Cuộc đời của Kỷ Dậu được gói gọn lại trong vài câu ca sau. Kỷ Dậu mạng thổ cung khôn, đại trạch đất lớn ở thì say mê, thìn tuất sửu mùi chẳng chê, tị ngọ 6 tháng đặng bề an thân, thu đông hưu tủ phân vân. Hai mùa làm đặng công thần cũng lo, số này lúc nhỏ lao đao, hậu vận sung sướng phong lưu thanh nhàn, tánh người ngay thẳng chẳng gian. Lại thêm có số tu hành thọ thân, tha phương lập nghiệp mới nên, cửa nhà an ổn gia môn thuận hòa, số này hưởng lộc tuổi già, cũng như áo gấm lại càng thêm hoa. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, mệnh đại trạch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó, thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ bản mệnh phía trước, thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình,
làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Nam tuổi Kỷ Dậu, thiên can mang chữ Kỷ, có các sao Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, là người có nhiều tham vọng, nhưng cuộc sống phải đặt trên nền tảng đạo đức, sự nghiệp mới bền vững. Với can sinh chi, cuộc sống gặp nhiều xui thuận, công danh sự nghiệp dễ thành, trở nên tự mãn, tự cao, là người có tài nên dễ thành tự cao, tự kiêu, trở ngại trong giao tiếp, khó làm nên việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại lớn cho việc xây dựng sự nghiệp. Chữ tài đi với chữ tai, một vận hợp gần với số của nam mệnh, nên lấy đó mà làm kinh nghiệm. Tuổi trẻ có những khó khăn, từ 40 tuổi trở lên, sự nghiệp khá vững vàng nhưng vẫn còn dao động, nếu biết làm lành lánh giữ thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Nữ tuổi Kỷ Dậu được Thái Dương chiếu mạng, là người khôn lanh, năng động, toan tính sáng suốt, dễ thành công trên thương trường, nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đặc biệt với tài tiên liệu, có khả năng làm giàu nhanh chóng, nhưng tiền của khó nắm giữ, tiền vào buổi sáng, ra buổi chiều, bản tính hiền lương, thương người dễ bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, là người vợ, người mẹ hết lòng hy sinh cho chồng, cho con, nhưng ít xây dựng được mái ấm hạnh phúc, càng lớn tuổi, càng có nhiều kinh nghiệm, lòng tự tin thái quá đã mòn dần. Sự nghiệp mới vững vàng, ngày càng phú túc, giàu sang và gia đình cũng có phần êm ấm, hậu vận mới thật bền vững, gia đình sự nghiệp vững bền, con cái nên danh. Vận trình người tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi của người tuổi này là Dậu, gặp năm địa chi Thìn là quan hệ nhị hợp, trong năm người tuổi Dậu kinh doanh hay buôn bán đều có cơ hội mở mang thêm công việc. Bên cạnh đó, chủ mệnh được hỗ trợ của quý nhân trong các công việc, làm ăn đạt được thành quả mong muốn. Khi xét về ngũ hành địa chi của năm, gặp ngũ hành địa chi của tuổi là tương sinh, thể hiện ý nghĩa tốt, trong năm chủ mệnh xuất tiền nhiều cho làm ăn hoặc có sự đầu tư kinh doanh. Xét về thiên can Kỷ của người tuổi này ngũ hành thổ, gặp năm thiên can giáp ngũ hành mộc là tương hợp, người tuổi này trong năm mưu cầu về công danh khá tốt, công việc kinh doanh làm ăn nhận được giúp đỡ của quý nhân, nhiều khả năng đầu tư chung, mở mang hoặc thêm mới các liên kết công việc. Khi xét tử vi 2024 Kỷ Dậu về mối quan hệ liên quan tới ngũ hành thiên can, thì chủ mệnh nên lưu ý ngũ hành thiên can năm 2024. Giáp Thìn khắc với ngũ hành thiên can tuổi, vì thế chủ mệnh có thể dễ ốm đau trong năm này, cần lưu tâm thêm về vấn đề sức khỏe và thăm khám đầy đủ, định kỳ. Xét về mối quan hệ ngũ hành, người tuổi này ngũ hành thổ, gặp năm Giáp Thìn thuộc ngũ hành hỏa, thể hiện về quan hệ tương sinh rất tốt, theo đó đây là năm thuận lợi đối với chủ mệnh tuổi này, cuộc sống đưa tới những tin vui mới. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 về việc mưu cầu liên quan đến danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và xuôi thuận. Đây cũng là năm rất tốt cho người thuộc hành thổ xuất hành đi xa bởi khó khăn nhận được hỗ trợ của quý nhân. Xét theo vận niên. Theo tử vi tuổi Dậu 2024, tuổi Kỷ Dậu gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm Giáp Thìn. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa, nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Xét về vận hạn năm 2024, tuổi Kỷ Dậu. Tam tai 2024, tuổi Kỷ Dậu không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Kỷ Dậu không phạm Kim Lâu, phù hợp tiến hành xây dựng nhà cửa. Hoàng Ốc 2024, tuổi Kỷ Dậu phạm Hoàng Ốc, gặp bất lợi khi xây dựng nhà cửa. Xét về nam mạng. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Kỷ Dậu có sao Thổ Tú chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thổ Tú là sao chung vừa tốt vừa xấu. Chủ về xuất hành, thị phi, sao Thổ Tú gây ảnh hưởng với những tuổi có tính tình dễ nóng nảy, bảo thủ. Còn nếu nam Kỷ Dậu làm việc luôn có sự chuẩn bị tính trách nhiệm và tâm huyết thì không cần quá lưu tâm, dù gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh, đều bình tâm, tin tưởng vào chính mình. Vận hạn. Nam mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn ngũ mộ, vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Vì thế mệnh chủ nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân, quản lý tài chính cẩn thận, không nên nóng vội đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Để giảm trừ vận hạn, nam mạng tuổi Dậu 1969 nên cẩn trọng trong chuyện hợp tác làm ăn, khi ký tá hợp đồng bản mệnh phải đọc kỹ điều khoản. Khi hợp tác cần phải rõ ràng về tiền bạc, luôn khiêm tốn, tránh chuyện thị phi bao đồng thì mọi việc sẽ bình an.
Mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết tử vi tuổi Dậu 1969, nam mạng trong 2 tháng đầu năm 2024, được bình giải qua các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc sự nghiệp. Thầy tử vi cho biết trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Dậu 1969 sẽ có nhiều may mắn trong công việc. Điều này xuất phát từ sự kiên trì vững vàng, giúp bản mệnh đón nhận được nhiều cơ hội. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá, nhưng đổi lại được bền vững, chậm mà chắc. Đôi khi, công việc khó tránh khỏi những rắc rối xảy ra, nhưng với kinh nghiệm vốn sống xã hội đã tích lũy được nhiều năm, nam Kỷ Dậu không phải quá lo lắng. Chỉ cần mệnh chủ Kỷ Dậu bình tĩnh, tin tưởng, không ngại vất vả để giúp đỡ đồng nghiệp, cấp dưới, giải quyết vấn đề thì may mắn sẽ đến. 2. Tài chính. Căn cứ tử vi năm 2024 thì thấy rõ, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Kỷ Dậu có sự tăng tiến trong 2 tháng đầu năm 2024 này. Những khoản tiền tích lũy từ thời trẻ đến nay vẫn đều đặn sinh lời, công việc có sự gia tăng về thu nhập, xứng đáng với những nỗ lực kiên trì của bản mệnh. Ở độ tuổi 56, nam mạng Kỷ Dậu nên quản lý tài chính bản thân cẩn thận bằng cách lựa chọn ưu tiên trong chi tiêu, bản mệnh chỉ nên chi tiền cho những việc thật sự quan trọng. Hãy tạo ra các tài khoản cá nhân để phục vụ hay mục đích chi tiêu theo mong muốn hoặc theo nhu cầu cần thiết, bằng cách đó việc kiểm soát tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. 3. Tình duyên gia đạo. Dựa vào cung mệnh 12 con giáp nhận thấy, 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Kỷ Dậu thường xuyên sum họp, không khí vui vẻ, đầm ấm. Bản mệnh thường tổ chức các buổi gặp mặt để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hướng về nguồn cội hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm sống cho con cháu. Dù là năm 2024 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm, thấu hiểu và bao dung cho con cháu. Khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống, hãy động viên con cháu nỗ lực, cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng. Không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 56, nam Kỷ Dậu nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Hãy lập kế hoạch thể dục thể thao, ăn nghỉ phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh. Tập thể dục thể thao đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể nam Kỷ Dậu xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của Kỷ Dậu nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nữ mạng tuổi Kỷ Dậu có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Vân Hớn là sao chung vừa tốt, vừa xấu. Chủ về các vấn đề giấy tờ, kiện tụng, gặp sao này nếu nữ Kỷ Dậu là người ôn hòa, cẩn thận, bao dung thì sẽ tránh được những thị phi không đáng có. Ở độ tuổi này, mệnh chủ đã hiểu được căn nguyên mọi việc, thấu hiểu nhân thế, vì thế, càng bình tĩnh đối diện hiện thực, cuộc sống càng thuận lợi và bình an. Vận hạn. Nữ mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn ngũ mộ, đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Vì thế mệnh chủ nên quản lý tiền bạc cẩn thận để không bị hao hụt. Bên cạnh đó, nữ mạng tuổi Dậu 1969 nên vận động thường xuyên, không thức khuya, ăn ngủ điều độ, để cơ thể có nhiều năng lượng tích cực. Khi suy nghĩ thông suốt, khí huyết lưu thông tốt thì sẽ tỉnh táo trước mọi việc, tránh được những cám dỗ, cạm bẫy bên ngoài. Tử vi tuổi Dậu 1969 nữ mạng trong 2 tháng đầu năm 2024 sẽ được bình giải chi tiết qua các phương diện công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Mời quý tín chủ theo dõi nội dung dưới đây. 1. Công việc sự nghiệp. Xét tử vi năm Giáp Thìn 2024 này thì thấy rõ, nữ tuổi Dậu 1969 đa phần đã về hưu, chỉ còn một số đang làm việc ở những vị trí ổn định. Công việc, sự nghiệp, 2 tháng đầu năm này có nhiều cơ hội, bản mệnh nếu làm việc vừa sức, biết tiết chế trong hành xử thì sẽ hoàn thành tốt đẹp công việc. Đôi lúc công việc sẽ gặp một số vấn đề cần giải quyết, mỗi lần như vậy, nữ Kỷ Dậu không nên quá mức dụng tâm, để mọi việc thuận theo tự nhiên, có niềm tin thì mọi việc tự khắc sẽ suôn sẻ. 2. Tài chính. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Kỷ Dậu tiến triển tốt, những khoản đầu tư tiết kiệm vẫn đều đặn sinh lời theo kế hoạch đề ra. Để quản lý quỹ dự phòng an toàn, nữ Kỷ Dậu không nên chi tiêu quá hào phóng, chỉ dùng tiền vào những mục đích hợp lý. Ở độ tuổi 56, nữ tuổi Kỷ Dậu nên thay đổi kế hoạch quản lý tài chính, những khoản nên đầu tư là sức khỏe, đời sống tinh thần,
trí thức, khi dùng tiền chính đáng, tiền bạc sẽ mang đến cho bản mệnh sự hạnh phúc thỏa mãn. 3. Tình duyên gia đạo. Vào 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ mạng 1969 được êm ấm, thuận hòa để các thành viên trong gia đình thêm gắn kết yêu thương. Bản mệnh nên dành thời gian tổ chức hội họp, ăn uống quây quần, sự chu đáo, đảm đang. Quan tâm đến sở thích mong muốn của gia đình của nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ khiến tình cảm giữa mọi người luôn gần gũi và ấm áp. Dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau, nữ Kỷ Dậu hãy giữ tâm tính mình luôn hiền hòa, tích cực. Khi biết bao dung, chia sẻ các mối quan hệ sẽ trở nên hòa thuận. Đối với chuyện thị phi, chỉ cần giữ tâm ý sáng trong, không màng lời nói của người khác thì sẽ được an nhiên vui vẻ. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 56, nữ Kỷ Dậu nên chủ động chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phòng trừ bệnh tật và nắm bắt tình trạng cơ thể. Rèn luyện cơ thể, thường xuyên đi bộ, ăn uống chừng mực, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp nữ Kỷ Dậu dưỡng sinh và có sức khỏe tốt hơn trong năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, bản mệnh nên giữ nội tâm cân bằng, cảm xúc ổn định để thân tâm khỏe mạnh, cuộc sống hài hòa từ bên trong đến bên ngoài. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Quan sát sự dịch chuyển của các tròn sao cung mệnh, thầy tử vi chỉ rõ tháng này tuổi Kỷ Dậu chịu ảnh hưởng từ tiểu hao, thiên hình hung tinh nên đón tháng đầu tiên của năm 2024 không mấy vui vẻ, nhưng bản lĩnh và sự mạnh mẽ sẽ giúp bản mệnh dần ổn thỏa theo thời gian. Không khó khăn nào quật ngã được nếu Kỷ Dậu có đủ ý chí và quyết tâm, đức năng thắng số quả không phải là lời nói suông. Theo đó, tháng mới nhiều xui xẻo và khó khăn mới, đầu năm khởi đầu không quá tốt đẹp như nhiều con giáp khác, nhưng người có đức tin và sống lạc quan như Kỷ Dậu chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, dùng đức hóa giải mọi họa hại tai ương. Do đó, thầy tử vi có đặc biệt nhắn nhủ tuổi Kỷ Dậu vào lúc này, hãy tận dụng tối đa những điểm mạnh và nghiêm túc xem xét những khuyết điểm của mình để ứng phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội trong tương lai. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nói tháng này, Kỷ Dậu chính là người kiểm soát vận mệnh của mình. Và chỉ thông qua học hỏi và phát triển không ngừng, Kỷ Dậu mới có thể đạt được thành công thực sự. Bên cạnh đó, trong lá số cải vận tuổi Kỷ Dậu có nhấn mạnh, tháng này không thích hợp để tín chủ Kỷ Dậu phấn đấu thăng tiến. Bởi vậy, trong công việc bản mệnh nên khiêm tốn, hợp tác tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp, mọi việc đều có thể hoàn thành từng bước một, không nên có những ý tưởng sáng kiến mới đột ngột, khác thường vì dễ dẫn đến thất bại, nhất là tháng 1 âm năm 2024, việc kiếm tiền của mệnh chủ Kỷ Dậu rất dễ bị thua lỗ nên cần hết sức lưu ý. Về mặt tình cảm, những mối quan hệ hiện tại rất ngọt ngào và ổn định, những người độc thân có nhiều khả năng gặp được đối tượng vừa mắt với mình. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Theo dõi tử vi năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 thì thấy được rằng tháng mới nhưng dường như con người tuổi Kỷ Dậu không mới khi mà tín chủ nắm giữ quá lâu những quan niệm lối tư duy cũ kỹ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chính Kỷ Dậu cũng đang không nhận ra rằng chính thói quen này đã khiến bản thân Kỷ Dậu không có cơ hội tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Thầy tử vi cảnh báo, tháng 2 âm này, tứ hành xung xuất hiện cho thấy bản mệnh Kỷ Dậu có xu hướng đối đầu trong các cuộc tranh luận với đồng nghiệp, người thân. Và sau cùng sau mỗi lần tranh luận cự cãi ấy, Kỷ Dậu lại nhận ra rằng dù thắng hay thua thì bản thân Kỷ Dậu đều cảm thấy buồn phiền, trong lòng khó yên. Lời khuyên dành riêng cho con giáp tuổi Kỷ Dậu trong tháng này đó là không nên bảo thủ, hãy biết lắng nghe người khác, sống một cách bao dung, chan hòa với mọi người xung quanh mình. Nguyệt lệnh lâm quan mang lại sự tự tin, tự chủ cho con giáp tuổi Kỷ Dậu, mà từ đó tín chủ có thể tự tạo ra một số vận may cho chính mình. Tuy nhiên, Minh Đường Tử Vi cũng xin nhắc nhở tín chủ, đừng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, thích khoe khoang thành tích của mình đấy nhé. Bởi tháng 2 âm năm Giáp Thìn này, điềm báo trên lá số tử vi có dấu hiệu tỷ tiên xuất hiện, dự báo có kẻ xấu rình rập, họ chờ khi bản mệnh sơ hở để có thể hạ bệ Kỷ Dậu bất cứ lúc nào đấy. Nhất là khi tín chủ thể hiện tính xấu, thích khoe khoang, hậm hĩnh thì càng dễ bề cho họ có thể làm hại mình hơn nữa. Bảo vật lớn nhất trong đời không phải là tiền bạc, phú quý hay chức cao vọng trọng, mà bảo vật của đời người chính là sự khiêm tốn. Con người có đức thì sẽ không cô đơn, không lẻ loi, bởi vậy trong cuộc sống cũng sẽ không thiếu thốn. Làm người hãy đặt chữ nhún nhường, khiêm tốn làm hàng đầu mới khôn ngoan. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng đừng để những hiềm khích nhỏ nhen khiến cuộc sống của mình trở nên chật vật hơn.
Hãy cứ bao dung với người khác, nhiệt tình giúp đỡ ai có hoàn cảnh khó khăn, cô bác Kỷ Dậu sẽ cảm thấy mọi thứ tươi vui hơn. Tổng kết lại, qua những yếu tố phân tích phía trên, có thể tổng kết lại tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Dậu như sau, đây sẽ là một năm cát lành, nhiều may mắn và thành công. Công việc làm ăn khá thuận lợi, đôi khi chịu tác động của hung tinh mà trục trặc giữa chừng, nhưng cuối cùng vẫn đạt kết quả kỳ vọng, đương sự giàu kinh nghiệm sống và làm việc, dễ dàng đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp ích cho tập thể. Nếu làm lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Tình hình tài chính phát triển rực rỡ khi Kỷ Dậu liên tiếp nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền lời lãi mà không tốn quá nhiều công sức. Bản mệnh kiếm tiền dựa vào công sức của chính mình nên có thể yên tâm hưởng thụ, không lo bị ai chiếm đoạt. Gia đạo năm này khá hài hòa, có thể đón hỷ tín từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, Kỷ Dậu được khuyên nên dành thời gian và quan tâm nhiều hơn đến nửa kia và con cái của mình. Chớ đưa ra những ý kiến áp đặt người khác, trước khi ra lệnh thì hãy đặt mình vào vị trí của người thân, như vậy thì bầu không khí gia đình sẽ hòa thuận hơn nhiều. Sức khỏe hầu như tốt, ít đau ốm hay mắc bệnh nghiêm trọng, ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Nhưng cũng có thời điểm vận khí xuống, bệnh tật tấn công, tín chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ phải hao tốn khá nhiều tiền của để chữa trị. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ Kỷ Dậu xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Kỷ Dậu nam mạng, hóa giải sao hạn, năm Giáp Thìn 2024 để giảm tác động xấu của sao Thổ Tú và hạn Ngũ Mộ, nam mạng tuổi Kỷ Dậu nên tu tâm dưỡng đức, làm nhiều việc tốt, khi đã cố gắng hết sức, sống tốt đời đẹp đạo thì không có gì phải hối tiếc. Ngoài ra, nam tuổi Dậu 1969 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn để cầu may mắn và hóa giải bớt vận hạn. Nghi thức này được thực hiện một lần đầu năm tại nhà hoặc tại chùa, mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, thể hiện tấm lòng trang nghiêm và thành kính. Đối với tuổi Kỷ Dậu nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao Vân Hớn và hạn Ngũ Mộ, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu nên sống lương thiện, làm việc tốt, giúp đỡ người khó khăn. Khi cuộc sống chính trực, không có gì phải hổ thẹn thì bản mệnh không cần lo lắng. Bên cạnh đó, để thu hút may mắn và giảm bớt vận hạn, nữ tuổi Dậu 1969 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn tại gia hoặc tại chùa gần nhà. Nghi thức này được thực hiện một lần đầu năm, mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy điều kiện gia đình, thể hiện được sự trang trọng và lòng thành tâm. Vật phẩm phong thủy, tuổi Kỷ Dậu có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương để cầu may mắn, tốt lành cho năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Dậu 1969 được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, mệnh chủ nữ Kỷ Dậu đeo mặt Phật Bất Động Minh Vương bên mình để luôn được Đức Phật bảo hộ che chở, dẫn đường chỉ lối. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh Thổ, những vật phẩm mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp hoặc đá mã não đỏ, tương sinh, rất tốt cho bản mệnh. Mặt khác, mệnh chủ cũng có thể sử dụng vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương có công dụng trấn an tinh thần, cải thiện sức khỏe, tạo năng lượng tích cực, giúp cầu bình an, may mắn và hạnh phúc viên mãn cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Kỷ Dậu năm Giáp Thìn 2024. Vào năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Dậu có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây để cầu cuộc sống may mắn, hoan hỷ. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà. Đầu năm, người Việt ta có phong tục xem tuổi sông nhà để cầu năm mới an lành may mắn. Cụ thể, người đến sông nhà có tuổi hợp với gia chủ, sống chân thành, hoan hỷ thì sẽ mang đến cho gia đình phúc khí, tài lộc và thịnh vượng. Gia chủ tuổi Dậu 1969 nên chọn các con giáp tuổi Tỵ, Sửu theo tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu hoặc tuổi Thìn theo nhị hợp Dậu, Thìn đến sông nhà. Ngoài ra, những người mệnh hỏa cũng hợp tuổi để sông nhà đầu năm cho nữ mạng Kỷ Dậu 1969. Theo đó, những tuổi sau đây sẽ hợp sông nhà cho gia chủ Kỷ Dậu 1969. Ất Sửu 1985, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Sửu 1997, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001. Người sông đất đầu năm có thể là nam hoặc nữ, đó là người hợp tuổi, sống đức độ, tử tế thì sẽ mang tới cho gia chủ nữ Kỷ Dậu những điều phước lành. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh Kỷ Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất,
sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo. Mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành. Không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Kỷ Dậu khi xuất hành đi lễ chùa, thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa, chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý, lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Tuổi Kỷ Dậu năm 1969 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Kỷ Dậu có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hợp mệnh như mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu để cầu tài lộc, vận may trong năm 2024. Phật Di Lặc là biểu tượng của những điều an vui, may mắn, tốt lành. Khi đeo mặt Phật Di Lặc bên mình, bản mệnh sẽ được tiếp thêm năng lượng bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc trong cuộc sống. Tuổi Dậu 1969 mệnh Thổ nên chọn mặt Phật Di Lặc làm từ đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp, hoặc mặt Phật đá mã não đỏ, tương sinh với bản mệnh. Ngoài ra, tuổi Kỷ Dậu có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu để cầu tiền tài, danh vọng, sung túc cho bản thân. Đây là linh vật phong thủy có tác dụng chiêu tài cầu lộc, tăng vượng khí, trấn trạch, được người làm ăn kinh doanh buôn bán ưa chuộng. Kỷ Dậu trong năm 2024 hợp nhất với các màu đỏ, hồng, cam, tím, màu thuộc hành hỏa. Kỷ Dậu 1969 mệnh Thổ
hợp với các màu thuộc hành thổ và hành hỏa. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành hỏa vì những màu này vừa tương sinh với mệnh thổ của tuổi, vừa tương hợp với mệnh hỏa của giáp thìn. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về lời Bác Hồ dạy: khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại. Ngày 20 tháng 3 năm 1958, tại hội nghị cao cấp toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu hai nhiệm vụ trước mắt của quân đội trong tình hình mới. Thứ nhất, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai, tích cực tham gia sản xuất để góp phần xây dựng kinh tế, xây dựng và củng cố địa phương. Để chỉ rõ những biện pháp thực hiện hai nhiệm vụ trên, người đặc biệt yêu cầu các cán bộ quân đội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi việc, tăng cường đoàn kết trong cán bộ, giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cán bộ với bộ đội Bắc Nam, giữa bộ đội chiến đấu và bộ đội sản xuất, giữa quân và dân. Đồng thời, Bác Hồ cũng nhắc nhở quân đội ta khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu, tự đại. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự kiêu là mù quáng. Chỉ trông thấy những việc mình tưởng mình làm được, những điều mình tưởng mình biết hết, mà không trông thấy những điều mình không biết, những việc mình chưa làm được, tự kiêu. Tự đại là thoái bộ, vì tự mãn tự túc, không cố gắng học hỏi thêm, không theo kịp sự tiến bộ của thời đại, tự mình ngăn trở sự tiến bộ của mình từ những hệ quả di hại của căn bệnh nêu trên. Người đặc biệt đề cao các biện pháp để khắc phục phòng tránh, Bác Hồ yêu cầu mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng tựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ. Theo quan điểm của người, khiêm tốn sẽ có sự tỉnh táo để nhận thức được chân lý một cách đúng đắn, khách quan, đồng thời có được sự ủng hộ, tin tưởng, giúp đỡ chân thành của mọi người, cũng như đem lại cho ta nhiều khả năng cả về trí lực và vật lực để đạt đến sự thành công. Để có được đức tính khiêm tốn, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải luôn luôn học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng hoàn thiện nhân cách. Đó cũng là cơ sở để đoàn kết, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Khiêm tốn là biểu hiện của việc tôn trọng con người, tôn trọng quần chúng, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải thực sự khiêm tốn, cầu thị và tôn trọng mọi người. Bác Hồ cũng chỉ rõ nếu làm ngược lại sẽ dẫn đến sự tự cao, tự đại, khoe khoang, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, mà hậu quả có thể dẫn đến kiêu ngạo, tự phụ, hách dịch, xem thường người khác. Đó cũng là những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa được chỉ rõ trong nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa 11. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần tìm hiểu, nghiên cứu nhiều hơn nữa về sự khiêm tốn và tự suy ngẫm rút ra cho mình các bài học từ những lời dạy quý báu, cũng như tấm gương đạo đức và nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi người không ngừng tự hoàn thiện bản thân, xứng đáng với vai trò và tư cách của người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Vâng, trên đây là toàn bộ thông tin bài viết tử vi tuổi Kỷ Dậu, 2 tháng đầu năm 2024, nam nữ mạng. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Hy vọng nội dung này sẽ hữu ích cho cô bác Kỷ Dậu tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cổ nhân có nói rằng, mệnh do mình tạo, phúc do mình cầu. Phúc khí của một đời người không phải do ông trời định đoạt trước, mà là bởi con người luôn cố gắng tích lũy đức hạnh. Người càng có đức hạnh thì càng có phúc khí, hạnh phúc và thành công sẽ tự nhiên đến.